xe chở heo. Yeah, ta đã có trải nghiệm mới. Hôm qua tụi nó đi chơi bị chó rượt. Bây giờ mình sắp đi vào một cái con đường có rất là nhiều gái, nhưng mà cũng rất là dễ bị chặt tiền. Em không biết làm sao để em không bị chặt tiền. Trong keep your hand to work finish. Nào đó tìm 4 tiếng đồng hồ mới ra. Anh cây xăng thì không hiểu tiếng Anh, cần hoang mang.